Trong khi đó, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, sẽ cho phép tiêm liều vaccine thứ 3 sau mũi cuối của liều cơ bản 3 tháng. Người khỏi COVID-19 được tiêm ngay mà không cần phải chờ tới 6 tháng như trước. Như vậy, so với hướng dẫn hôm mùng 1 tháng 12, lần này Bộ Y tế rút ngắn khoảng cách tiêu liềm nhắc lại xuống còn 3 tháng. Đối với những người đã mắc COVID-19, yêu cầu tiêm ngay sau khi phục hồi và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Đây cũng là điểm mới của hướng dẫn này. Bộ Y tế cũng cho phép tiêm liều bổ sung cho người đã tiêm đủ liều cơ bản và có tình trạng suy giảm miễn dịch và can nặng đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine của hãng Sinopharm hoặc vaccine Sputnik V. Việc tiêm liều nhắc lại được áp dụng với người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người bệnh, có bệnh nền và từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản.